Em thân mến, chúng ta tiếp tục học môn thống kê xã hội học và chương cuối cùng, chương kiểm định chi bình phương, chi square, chi bình phương. Cái chữ square ấy bình thường nó có nghĩa là khoảng trường, nhưng trong toán học nó lại là bình phương, nó có là nghĩa hình vuông. Sao bài này mình học rồi ạ? Học rồi sao mà mất trật tự? Chú ý giảng vào, chú ý nghe giảng vào, trình bày cho nó cẩn thận vào. Đôi khi chỉ nhầm một từ là cả bài không được hiểu. Chương cuối cũng có thể là chương đầu tiên mở ra một chương mới, mình sẽ qua môn này. Trong bài chương này chúng ta sẽ làm quen với ba các bài sau đây. Thứ nhất là kiểm chứng tính độc lập, thứ hai là so sánh tỷ lệ hai tổng thể, và thứ ba là so sánh nhiều tỷ lệ. Thực chất của cái thứ hai và cái thứ ba đó là kiểm chứng phù hợp, nhưng mà trong tài liệu của chúng ta là ghi là kiểm chứng so sánh tỷ lệ. Thì thầy cho là tỷ lệ thôi, nhưng tên đúng của nó phải là kiểm chứng phù hợp. Thêm cái phần kiểm chứng độc lập ấy thì nó có vấn đề là như thế này. Chúng ta sẽ xét hai cái biến định tính nhưng mà những định lượng đó nhé, và kiểm tra xem mối liên hệ với chúng là độc lập hay phụ thuộc. Ví dụ như là việc ly hôn hay không ly hôn của bố mẹ có ảnh hưởng gì đến kết quả học tập của con cái, hay là việc học tập, việc giảng dạy của thầy Tân thì chuẩn đá và từ cấp thi có ảnh hưởng gì đến kết quả của sinh viên. Đó, cái đá mà lại cho nó tỉnh. Có nhiều người mới súng được bài kiểm tra thứ nhất được 8, bài thứ hai được 7, được phát bắt đầu với hết cả mặt, nhưng bài thứ ba không điểm. Tâm lý chủ quan rất dễ nảy sinh khi có hai bài kiểm tra đầu rất tốt, và đến bài thứ ba kết cục bi thảm, đi thi còn thảm hơn nữa. Cho nên là thỉnh thoảng phải nhắc để chúng ta nhớ rằng bao giờ biết điểm, lúc đấy thì mới cười ạ. Bao giờ cái cặp giả thuyết của chúng ta là H0, hai cái biến này là độc lập với nhau và các câu đồng nghĩa với nó. Hai biến này độc lập, hai biến này không có mối liên hệ, không có ảnh hưởng, không liên quan. Và H1 thì bao giờ cũng là hai cái biến này không độc lập với nhau, có mối liên hệ với nhau, có ảnh hưởng với nhau, vân vân. Khi làm bài chúng ta phải tiếp nhận nhé, không các bạn là thôi nhé. Thôi xong, anh làm không biết làm cái gì. Tên của nó là kiểm chứng độc lập, cho nên H0 của nó là không. Thì trong sách giáo khoa có đưa ra cho chúng ta các bước để làm, đây là làm thủ công. Là bước thứ nhất là chúng ta dựa vào cái bảng, tức là thiết lập cái bảng này. Ở đây có tổng dòng và tổng cột, và chúng ta xem qua chắc chúng ta cũng hiểu chữ R là chữ gì, và chữ C là chữ gì, chữ O là chữ gì. Dạ, Nguyễn Minh Châu. Bạn nhìn ở trên này cho biết cái chữ R là cái nghĩa là gì? Không biết. Dòng tiếng Anh là gì? Đùa thầy đấy. Đấy là cột. Cột thì là ký hiệu của chữ C, còn dòng là ký hiệu của chữ R, xuất phát từ tiếng Anh. Tôi nghĩ rằng là gì? Đúng rồi, giải đáp. Đúng rồi, biết cái dòng đúng không? Đấy.
Thế còn chữ O thì là viết tắt của cái đối tượng số quan sát. Thì giả sử H0 là đối tượng cho các dòng, ta có như thế này. À, sau đó chúng ta đi tính chi bình phương, chi square là bằng hai cái sigma lần nhau của cái OEZ trừ EEZ, tất cả đều chia cho EEZ. À, nếu mà thi đầu vào trường mình mà cao học là học làm ngay, tính bài hết. Sau đó thì chúng ta sẽ bác bỏ giả thuyết không nếu như vẫn là thuyết này là đúng. Còn trong L, trong SPSS thì cái P giá trị sẽ tính bởi công thức này. 1 trừ CDF chống chi, chi bình phương bằng bao nhiêu viết vào. L trừ 1 nhân C trừ 1. Sau đây thì chúng ta sẽ làm một bài tập như thế này. Bài này thì nó có lý, bài này có lý sao? Bất kỳ gì? Kiến thức có tác động mạnh mẽ đến tư duy của con người. Em có tác động mạnh mẽ đến thầy của em hồi bài đầu tiên. Đó, xem cái gì cứ triết lý các thứ trong khi công qua môn này được triết gì. Ô, bài này có không? Có cho thầy không? Có, thì tốt rồi. Liệu có mối liên hệ giữa mức độ hoàn thành công việc và sự hài lòng được thu nhận và mức ý nghĩa năng lực hay không? Trong tài liệu của các em là như thế này. Người ta 2021 có vấn đề gì? Có bảng tần số lý thuyết như trên. Xong rồi, tần số lý thuyết là cái chuyện đầu ra đây ạ. À không, đây bài này cho EEZ thôi. EEZ EEZ đây là ví dụ EEZ thì nó bằng tổng dòng Y nhân với cột Z chia cho N để đi cùng không ngại lắm. Và sau đó rồi đi tính chi bình phương và nó sẽ bằng 4,812,676. Thì trong tài liệu tính nhầm đúng không? Tài liệu tính là cái trong sách giáo khoa sai là do một cái dòng cộng sai. Dòng này sẽ có qua sai là cái chỗ này, dòng này này. Ồ, từ, nó có một chỗ nhập. Đấy, sao biết? Sẽ có qua sai là do cái chết cái chỗ này là 99 rồi cộng là 96 cho nên đáp số sai ghét là nhẹ. Quên thì không sửa. Chỗ này thực tế là 99 chứ không phải 96. Cộng lại đúng không? Lấy lại nhé, đây này, 19 cộng 45 cộng 35, 45 cộng 35 là 80, 80 cộng 19 là 99, vì nó sai con này cho nên ở dưới nó sai. Hình như ở cả cái bảng này nó sẽ qua cũng sai hết. Sau đó thì cũng sai tiếp với con này, sai con này sẽ sai hết vào phía dưới. Đây là làm thủ công. Sau đây chúng ta sẽ làm bằng máy. Bắt đầu làm máy nha. Thì để có được cái này chúng ta sẽ phải tái tạo bảng tần số chéo kỹ thuật tái tạo đã được học trong những buổi học trước, nhớ không? Nếu không thì xin mời các bạn vào tư cách và xem lại kỹ thuật tái tạo bảng tần số chéo. Ở đây nó có kết quả công việc xuất sắc, tốt, trung bình, rồi không hài lòng, bình thường, hài lòng. Cô không nhớ được kỹ thuật bài tái tạo bằng tần chéo thế nào rồi.
chúng ta thống nhất là ký hiệu xuất sắc là con số 1. Xuất sắc số 1, tốt. Số 2, trung bình. Số 3, tiếp, không hài lòng. Số 4, bình thường. Số 5, hài lòng. Số 6, thống nhất như thế để chúng ta nhập nó nhanh. Được chưa? Anh nào bắt đầu. Dữ liệu sẽ từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. 8, 10, 19. Bao nhiêu năm? 37 là không điểm nhé. 37 là tổng con rồi. 18, 15, 45, 30, 20, 35. Cái này đã là gì? Được số quan sát. Nghe không? Cái chế độ gọi là tần số là gì? Tiếp tục. Bây giờ là kết quả công việc gọi là kết quả. Sau kết quả công việc, 8 là của cái gì ạ? 8 là của cái gì đối với kết quả công việc? Hả? Xuất sắc, như vậy là con số 1. Tiếp, 10 là của cái gì? 2, 3. Như vậy là 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đấy là xong cột kết quả. Tiếp tục. Cột thứ hai là mức độ hài lòng. Mức độ hài lòng nào? 8 là của số mấy? Không hài lòng là của số 4. 10 là của số mấy? Ô, giỏi nha. Vẫn của số 4. Như vậy là 444, 555, 666. S. Ví dụ chú thích nhé. 1 là xuất sắc, 2 là tốt, 3 là trung bình, 4 là không hài lòng, 5 là bình thường, 6 là hài lòng. À, bây giờ chúng ta sẽ tạo một file mới. Nhưng mà H0, H1 vẫn như cũ nhé. H0, H1 là như này này. Đây. H0, H1. Hai yếu tố mức độ hài lòng về thu nhập và kết quả công việc là độc lập với nhau. Và H1 là cái con gà. Là cái gì? Hai yếu tố trên có mối liên hệ với nhau, tức là không độc lập với nhau. Ghi hai cái dòng màu vàng vàng ấy, chứ cái máy dưới đừng ghi. Được chưa? Thế là H021 vào phát phải biết cái đấy luôn. H0 là hai yếu tố độc lập, H1 là không độc lập. Đừng có ghi lộn, ghi lộn là cả bài không điểm đâu. Chỉ thiết lập H0, H1 thì bản kêu gì? Rồi, tiếp tục. Tiếp theo là chúng ta sẽ thực hiện ở trên SPSS. Là mình sẽ tạo một file mới. File mới đặt tên là gì? Là tùy. Ôi chết, đóng rồi. Ở đây.
mở một file mới bằng bằng cách là ấn Ctrl N, hai phím bấm đồng thời. Ctrl quan trọng D, ba biến kết quả. Mức độ hài lòng. Gì cả? Cứ đặt tên tần số mà đau lòng. Mình đã thống nhất, một là xuất sắc, hai là tốt, ba là trung bình, bốn thì là không hài lòng, và năm là bình thường, và sáu là hài lòng. Tần số mình nhập đúng là tần số mình nhập trước, nhưng mà theo cái thứ tự này thì thầy nhập sau. 19 nhập xong lưu lại phát cho máu. Cái này là kiểm chứng độc lập. Ừ. Học nhiều quá à? Sau khi lưu lại xong thì chúng ta cần phải vào cái chỗ đó là trọng số. Còn những trọng số ở đâu? Rồi, cứ học trước bên sau chữ thầy văn giả u hết đi. Không phải trang form. Data. Web cây này cuối cùng này. Biểu tượng cái cân ấy. Cái gì là trọng số? Tần số là trọng số. Cứ nói đến thầy nó là trọng số. Đây, trọng số. Sau khi đặt cái trọng số này rồi thì cái cột cuối cùng chỉ là cột giả để đấy thôi, không làm với nó đâu. Sau khi có trọng số này để đấy đừng có làm gì cả, không có xóa nó. Được chưa? Xong. Cái chi square nó có hai chỗ. Là nhìn nhá. Chỉ có cho hai cái là đúng cái này rồi. Chi square đầu tiên vào ăn là lại. Một cái chế độ chi square chỗ nào quên nó, đúng không? Bảo quên nó. Descriptive statistic, thống kê mô tả. Vào cross table, cross tab. À, đúng rồi, thầy vừa bảo bảng tần số chéo đúng không? Thế chắc là vào là đúng rồi. Một cái đẩy vào dòng, một cái đẩy vào cột. Theo kết quả của chúng ta thì là kết quả là dòng. Và cái mức độ hài lòng là cột. Thế đây được chưa? Vào nút thử xem nào. Statistic và chúng ta tích vào nút chi square. Nhìn thấy chưa? Chi ấy, trời y chi huyền chi góc đây này, bắt tuét góc trên cùng bên trái, đúng chưa? Tích vào đấy chi bình phương cái gì nữa. Thế sau này mà có một số thao tác thì chúng ta sẽ dùng nút cell này thôi. Ví dụ tổng dòng, tổng cột thì chi phần trăm thì chính là chúng ta vào đây. Trong buổi trước làm quen rồi đúng không? Ví dụ như là tính xác suất để người đấy cái gì. Chính là cái bài kiểm tra số 1 của em ấy, nếu mà biết dùng máy vào đây thì rất là nhanh. Còn nếu không biết thì tính thủ công. Bài kiểm tra số 1 của lớp kia ấy, nếu mà biết làm cái bảng này nhanh cực, cộng nhau vắt xong ra số, mình chả phải làm gì cả. Bài kiểm tra số 1 dạng bài à? Có một cái dạng bài là không giống dạng bài nào cả, bỏ qua. Ok, bây giờ thì các bạn đã nhìn thấy một cái bảng ở trước mặt.
là cái gì chưa? Tổng dòng tổng cột nhìn thấy chưa? Nó cộng với mình chưa? À, số lên số 99 chưa? Thấy chưa? Cô bắt cái là không nhìn thấy à? Đây à, 19 cộng 45 cộng 35 cộng 99 này. Đây là tổng dòng tổng cột. Đây là R1, R2, R3, C1, C2, C3. Ở đây là cộng tất cả lại. Đúng không? Rồi, như vậy là chúng ta có thể đọc được ra chi square bằng bao nhiêu? Như là cột số 2, cái giá trị cột có tên là Pali chi bình phương bằng 5.8848 là chi bình phương. P giá trị là bằng trên cùng của cột số 4, trên cùng của cột số 4. Không phải 211. Kết luận thế nào đây? Như vậy chúng ta thấy P giá trị là 0.211, khá là lớn. Do đó chúng ta không đủ bằng chứng để bác bỏ hết không. Tức là hai yếu tố trên là độc lập với nhau. Và chúng ta kết thúc phần kiểm chứng độc lập rất dễ. Đó, thế gì không? Thế nếu như mà nó cho file thì càng dễ. Đây là nó cho bảng, cho file làm còn dễ hơn nhiều. Chia sổ. Bây giờ thầy sẽ tìm một bài, sau đó là các em sẽ